Dạ, La Phan Sài Gòn và Công Tâm TV xin nghe kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều trong cuộc sống ạ. Dạ, kính thưa quý bà con thì tối hôm nay La Phan Sài Gòn và Công Tâm TV cũng quay lại cái câu chuyện của anh Tuấn Xà Lan. Thì cái thông tin mà mới đây nhất chắc bà con nào theo dõi cũng đã biết rất rõ. Thì buổi sáng đây Tuấn là người đích thân đọc cái kết quả, mà trong cái kết quả này thể hiện cái nguyên nhân chị Hà ra đi. Đây là một trong những cái thì những ngày vừa qua chúng ta đang cái như là trông chờ và mong đợi. Có nghĩa rằng khi Tuấn đã cầm cái biên bản đấy lên và đọc biên bản đó đã khẳng định rằng đây là một cái biên bản thật, thì chúng ta đang tin đó là một cái biên bản thật. Nhưng không biết là bà con có để ý hay không, cho tôi là tôi để ý rất kỹ. Cái ngày trước đó, cái ngày hôm trước thì cũng là ngày 1 tháng 6 đó, thì cũng chính Tuấn và dì Mười cũng cầm cái biên bản ở đâu đó. Vì chúng ta nghe là Tuấn cũng đã khẳng định là biên bản này đã có từ ngày 1 tháng 6, và người em gái của Tuấn cũng đã đăng lên cái trang Facebook cũng là ngày 1 tháng 6. Tôi so sánh cái nội dung mà Tuấn đọc lúc sáng và tôi so sánh lại cái nội dung với là cái biên bản mà em gái của Tuấn đăng tải trên cái trang Facebook cá nhân của mình, đó là cái như là Tiền Nguyễn, thì tôi thấy nội dung giống y sĩ. Hai cái này nội dung giống y sĩ. Thế thì chúng ta phải hỏi rằng, ủa tại sao mà Tuấn lại biết từ ngày 1 tháng 6 mà lại là cái có những cái gọi là cái như là không kể như là phát ngôn ngay trong cái thời điểm ngày 1 tháng 6 mà đến bây giờ Tuấn mới phát ngôn? Đó là một trong những cái chúng ta phải đáp hỏi. Cái thần sách của Tuấn hôm nay nó không phải là như ngày 1 tháng 6, nó khác xa so với ngày 1 tháng 6. Ngày 1 tháng 6 là dì Mười á, là 100%. Dì Mười là 100% kể như là cháu tôi vô tội. Đó là ngày 1 tháng 6. Và Tuấn cũng khẳng định rằng Tuấn là người vô tội. Nhưng lúc sáng này Tuấn lại nói là có biên bản này thì em đỡ đi một phần. Có nghĩa là những ngày vừa qua đó, khi mà Tuấn lên phát ngôn là có biên bản, chắc là cũng nhận được cái như là cộng đồng mạng cũng giáo dục Tuấn chắc cũng nhiều rồi. Có nhiều người, có nhiều vị chuyên gia họ cũng đã vào họ phân tích cái biên bản này. Chắc Tuấn nghe chắc cũng đủ là thấm rồi quý vị. Cho nên Tuấn nói là có biên bản này em thấy nó nhẹ nhõm đi một phần nào đó. Đó là lời của Tuấn nói là lúc sáng. Nó khác xa so với những cái hành vi, những cái cử chỉ của Tuấn mà bữa ngày 1 tháng 6 mà bà con chúng ta cũng đã từng thấy. Thì chắc em rằng những ngày vừa qua gia đình của Tuấn nói chung và Tuấn nói riêng cũng đang liên tục theo dõi tất cả các kênh và theo dõi ý kiến của cộng đồng. Nhưng nói thật sự ra đó, cái biên bản đó thì bà con cứ an tâm, nó không thể hiện một cái vấn đề gì cả ngoài cái nguyên nhân chị Hà qua đời. Cho nên tránh có thể hiện trong biên bản này là Tuấn có tội hay không có tội. Đấy. Và những ngày vừa qua tôi cũng nói rồi, cái quan điểm của tôi thì đứng lên cộng đồng cũng muốn nói rằng một cái lẽ công bằng. Có nghĩa rằng Tuấn có tội hay không có tội thì ở đây không có ai mà gán ghép Tuấn có tội hay không có tội cả. Chỉ có cơ quan chức năng người ta mới có cái quyền đó. Còn mình là chẳng qua mình lên mình phân tích một cái vấn đề. Mà cái vấn đề ở đây là thấy Tuấn có những cái ngôn từ, có những cái hành động mà mình cảm thấy là nó bất hợp lý. Cho nên mình mới lên cộng đồng mạng mà chia sẻ. Đó. Chứ ở đây không ai mà nói thật sự kết luận Tuấn có tội không có tội, và thậm chí bây giờ cái biên bản này ra đời thì cũng Tuấn cũng chưa thể hiện được vấn đề là mình có tội hay không có tội. Có nghĩa rằng cái như là trong biên bản bà con cũng đã thể hiện bà con cũng đã nghe trong bản đã có một cái thể hiện là cái chết nó không rõ ràng, phát hiện một cái chết nó không rõ ràng, thì trong cái quá trình mà khám nghiệm tử thi thì mới biết cái chết này là do ngạt nước, và trong cơ thể nó có một cái nồng độ cồn và một cái thuốc gọi là cái thuốc chống viêm. Đó là một trong những cái.
mà để người ta tìm ra cái nguyên nhân cái chết, tìm ra nguyên nhân cái chết, mà cái chết chính ở đây là bị ngạt nước và trong cơ thể có cái nồng độ cồn và cái thuốc kia. Thì vấn đề ở đây, vấn đề ở đây thì nó thật sự ra đó, khi người ta giả sử cái điều này người ta không biết là chị này chết từ lý do gì thì người ta phải tìm ra được nguyên nhân. Việc đầu tiên là người ta tìm ra cái nguyên nhân chết cái đã, rồi bắt đầu từ cái nguyên nhân chết đó người ta sẽ lần ra để mà đi ngược lại, đi ngược lại một cái gọi là quá trình điều tra, nó lại là nó khác. Kết luận chết là có rồi đấy. Theo lời Tuấn nói thì mình tin biên bản đó là thật, đúng không vậy? Thì tôi đọc lại cái nội dung biên bản này để bà con chúng ta có những cái gọi là mình coi như là hình dung lại theo những cái câu từ trong này nó như thế nào và vì sao mà hôm nay Tuấn lên không còn mạnh mẽ như là lúc trước. Đó. Cái đây là biên bản là thốt nốt ngày 24 tháng 5 năm 2023. Thông báo kết luận giám định. Kính gửi gia đình chị Phạm Thị Kim Hà. Căn cứ vào điều 2. Căn cứ vào khoản 2 điều 214 ở Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ vào kết luận giám định pháp y. Tử thi số rồi máy đây bỏ qua nha quý bà con. Bây giờ mình coi như là mấy cái vấn đề mấy điều khoản này thôi bỏ qua đi. Rồi ban cảnh sát điều tra công an quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ thông báo cho gia đình chị Phạm Thị Kim Hà là người có liên về kết quả giám định như sau. Một là các kết quả chính. Có nghĩa rằng trong biên bản này chúng ta thấy là thể hiện một cái gọi là cái như là những cái mốc chính thôi. Còn những cái chi tiết phụ đó là cái như nó sẽ thể hiện trong một trong một cái biên bản lấy mẫu hiện trường nè, trong một cái biên bản khám nghiệm tử thi nè, rồi trong cái quá trình mà cái như là khám nghiệm đồ đó sẽ có một cái list dài. Trong này người ta thể hiện những cái mấu chốt chính. Đấy quý vị. Kết luận các kết quả chính nè, không phát hiện dấu vết tổn thương do ngoại lực tác động. Xương sọ và xương sườn không vỡ. Thai phổi xẹp. Trong lòng phế quản có dịch lẫn ít dị vật màu nâu. Các nội tạng trong thời kỳ phân hủy nặng. Độc chất thấy ethanol hàm lượng 48,7 mg trên 100 ml. Có tìm thấy là cellulosic não và nội tạng trong thời kỳ phân hủy nặng. Cái vấn đề thứ mục thứ hai là cái phần kết luận. Nạn nhân Phạm Thị Kim Hà sinh năm 1985, tử vong do ngạt nước trên cơ địa sử dụng ethanol và cái như là elosip. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thông báo cho gia đình chị Hà thừa nhận bị hại và cái hồ sơ là lưu không hai bản. Đấy về thì phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra người này là ký vào cái biên bản này. Về cái vấn đề tôi cũng quay lại cái chuyện lúc nãy, có nghĩa là cái biên bản này đó nó thể hiện là nguyên nhân chết. Còn chết như thế nào, vì sao, trong cái vấn đề này thì người ta đã khẳng định chị Hà chết do ngạt nước, nhưng cái nước mà trong cái cơ thể chị Hà nó có tương thích với cái nước ở sông Vàm Cống hay không thì cái vấn đề này cũng phải cần cái như là nó thể hiện trong cái hồ sơ, trong cái hồ sơ khám nghiệm tử thi nó sẽ thể hiện cái điều đó. Còn trong này người ta chỉ thể hiện một cái là cái chung chung chứ nó không có một cái gọi là cái chi tiết. Thì nếu như mà cái gia đình chị Hà thắc mắc thì có thể là đến liên hệ tại cơ quan cảnh sát điều tra cái như là chỗ cái quận Thốt Nốt này để hỏi. Đấy, những cái gì giả sử mình thắc mắc thì mình thứ nhất là một cái buổi làm việc trực tiếp với cơ quan điều tra để hỏi rõ như thế nào. Đấy, thứ nhất là cái mẫu nước bên trong nó có cái như là nó có trùng khớp với cái mẫu nước mà mình lấy mẫu tại dòng sông hay không. Cái vấn đề thứ hai là trong cái quá trình mà cái như là khám nghiệm tử thi đó thì gia đình ai là người ký vô biên bản. Thì bây giờ cái như lên đó để mà giả sử trong quá trình mình ký vô biên bản thì mình đọc có những nội dung gì thì bây giờ mình vô đấy mình hỏi xem có những cái mà mình chưa hiểu thì cái như là hỏi thì cơ quan cảnh sát điều tra họ sẵn sàng họ sẽ ngồi họ sẽ giải thích cho mình từ cái vấn đề mà mình chưa biết rõ. Trong
đó thì cái là trong đó thì cái như cái quặng có dịch màu nâu lẫn ít dị vật màu nâu. À, cái chỗ mà cái là có dịch màu nâu này và ít dị vật màu nâu thì cái này người ta cũng nói là một cách là chung chung chứ nó không có một cái tiên lượng cụ thể. Đó, và cái như là cũng chưa chỉ ra là cái dịch màu nâu này là cái gì đó và cái ít dị vật màu nâu này là cái gì thì gia đình chị Hà cũng có thể tới tận đó để mà hỏi người ta thì người ta sẵn sàng sẽ trả lời cho gia đình một câu trả lời tôi nghĩ là rất thỏa đáng. Đó. Còn cái sự việc ở đây thì nói thật sự ra thì gia đình của Tuấn những ngày vừa qua chắc bà con cũng đã biết rồi. À, có nghĩa là sau khi mà nhận được kết quả này thì cái lên cộng đồng mạng mà tung hô lên là cái như là Tuấn vô tội. Cái vấn đề ở đây thì bản thân tôi cũng như tất cả các bà con chưa ai kết luận là Tuấn có tội hay là Tuấn vô tội. Có nghĩa rằng tất cả những anh em và những bà con thắc mắc cho cái sự việc này là những cái mốc thời gian và những cái mà cái hiện tượng mà xảy ra trong suốt cái thời gian vừa qua là mình cảm thấy là nó vô lý. Đó, thì mình lên đặt một câu hỏi mà tôi cũng luôn luôn khẳng định một vấn đề này, trên xà lan có hai người, một người chết, người còn lại đó là một cái dạng là nghi can. Đó, mà cái nghi can này có những cái lời lẽ là nó không có phù hợp đấy, về mốc thời gian nó không có phù hợp. Thứ hai là anh có những cái hành động sau khi kể như là chị Hà qua đời, anh có những cái gọi là cái như là đục cái xác, đây là một trong những cái thì để mình đặt dấu hỏi đầu tiên. Đó là một trong những cái dấu hỏi đầu tiên mà trước khi tìm được xác chị Hà. Đó. Rồi sau khi tìm được xác chị Hà, chúng ta lại có những cái dấu hỏi tiếp theo. Có nghĩa rằng xác chị Hà là nằm gì đó là 12 ngày. Nằm gì đó 12 ngày. Và theo lời của Tuấn chia sẻ thì bà con cũng đã biết rồi, cái xác nó phọt lên là ngay cái vị trí mà chị Hà chìm xuống. Thế thì chúng ta phải hỏi là cái vị trí đó nó có vướng cái gì? Đó, cái bây giờ đó, từ cái kết luận mà biết được cái nguyên nhân dẫn đến chị Hà tử vong thì người ta mới lùng lại người ta tìm. Bây giờ chị Hà tử vong là tử vong tại sông Vàm Cống hay là tử vong tại một nơi khác rồi người ta đem tới chỗ đó người ta bỏ. Đó. Có nghĩa là cái mẫu nước mà trong cơ thể chị Hà nó có tương thích với mẫu nước ở dòng sông Vàm Cống hay không? Đấy, thì cái vấn đề là cái như là để người ta còn xác định là chị Hà chết ngay cái vị trí nào đó, và cái như là chết cái thời gian nào nữa cơ. Chung là một cái mà coi kết luận pháp y đó, cái khám nghiệm tử thi đó là để là người ta biết được cái nguyên nhân chết, thời gian chết. À, chứ đâu phải không không bây giờ tự dưng là có cái biên bản đấy mà lên kể như là nhảy đồng đồng lên nó là vô tội có tội. Ở đây không ai nói và vô tội có tội cả đấy, mà bà con thấy đi, Tuấn vẫn liên tục lên đòi kiện những kênh này kênh kia. Tôi nói quý bà con đó, anh được quyền anh kiện nhưng anh cũng có thể anh giải thích những cái mà chúng tôi đang thắc mắc vì anh là một cái như là người chứng kiến cái sự việc, đúng không? Đừng có nói cái chuyện như dân chúng mà ở dưới sông gì đó làm sao ta biết được, đừng có nói cái chuyện mà ta không biết được, không có cái gì mà không biết được cả đấy. Bà con thấy lúc sáng này dắt chúng và Tuấn lên cũng tiếp tục diễn một cái trò gọi là ma mị. À, có nghĩa rằng bây giờ đó cứ lên nói là bây giờ từ lúc đó đến bây giờ anh tổn thất bao nhiêu đấy, tổn thất về tinh thần thể xác vật chất bao nhiêu đó, tôi nói tổn thất là do ai, có nghĩa là cái vấn đề tổn thất hay không tổn thất là do chính Tuấn là người gây ra đấy. Mà tôi nói bây giờ đó cả triệu triệu người đang cái bức xúc cái vấn đề này chứ không phải riêng gì cái Lợi Nguyễn liên gì Răng Thang Sài Gòn liên gì Hoàng Sáu, đúng không? Có nghĩa là ở đây là nguyên cả cộng đồng mạng đặt dấu hỏi cho anh, cả triệu triệu người đặt dấu hỏi cho anh, những bà con biết sự việc này cũng đặt dấu hỏi cho anh. Ủa tại sao mà cái như là cũng là một người chồng mà từ lúc vợ chết cho đến đến lúc mà biết cái nguyên nhân vợ chết mà anh cảm thấy là anh vui mừng là vui